Nó ăn rồi các bạn, vô hang rồi. Vô hang rồi nè. Đó, đã luôn các bạn ơi. Phải có chứ. Cá lóc hay cái gì? Cá rô các bạn ơi. Ừ. Các bạn, ăn rồi đó. Ăn rồi các bạn ơi. Ừ, cá lóc. Ủa, cá trê các bạn ơi. Hèn chi. Rồi, xin chào các bạn nha. Đây mình sẽ móc mấy lỗ các bạn để mình ngắp. Rồi, mời các bạn đón xem nha. Lên đây lỗ nữa rồi. Cái lỗ này có cá nè. Lỗ này nó kín. Đang nói. Hết hồn ấy. Đứng ở trên đây nè. Lỗ nhìn sướng rồi nha. Lỗ này có cây mục nữa nè. Lỗ này có cá. Lỗ này có cá khủng luôn. Rồi mình móc ba lỗ các bạn ơi. Coi mà xong rồi mình móc dài dài lên các bạn. Chỗ nào có thì mình móc mình câu cho các bạn xem nha. Rồi mình xin bắt đầu các bạn ơi. Cá vô các bạn ơi. Lỗ này phải đi sát xuống mới câu được. Đó. Lỗ nhìn mê lắm các bạn. Hy vọng có nha. Đụng Hugo coi. Đó. Ăn rồi các bạn ơi, ăn rồi đó. Ồ, ăn rồi các bạn. Ăn rồi đó. Quá đã luôn các bạn ơi. Rô cũng đẹp các bạn. Cá này nó bự á các bạn. Ăn cá giật hụt à. Đó, ăn rồi các bạn ơi. Cá này khủng lắm. Đó, nó ăn rồi các bạn. Vô hang rồi. Vô hang rồi nè. Quá đã luôn các bạn ơi. Phải có chứ. Nãy giờ đuối các bạn. Câu 2 tiếng rồi. Rồi được có con cá nhỏ với con cá này nè. Đuối thiệt chứ. Quá đã luôn các bạn ơi. Cá này bự lắm nha các bạn. Cá này quá bự luôn á. Chậm ăn lắm. Nay không biết ngày gì mà ha. Câu 2 tiếng mấy mà mới được con này nè.
Các bạn thấy nó vàng ôm không? Cái vàng mà nó thấy thương ghê luôn á. Ăn cái này là hết sảy rồi, nó ăn cái gì vô hang các bạn. Quá đã luôn các bạn ơi. Quá đẹp. Cá này quá đẹp luôn các bạn. Cá không có nhỏ đâu mà sao nó chậm ăn dữ rồi ta. Không hiểu nổi luôn đó các bạn ơi. Hôm nay cá nó chậm ăn. Đó ăn rồi các bạn ơi, Hugo ăn rồi đó. Đó nó đi rồi các bạn. Đi rồi đó. Đó. Trời ơi sảy rồi. Cá sảy nữa ngộ rồi ta. Sảy hai lần rồi các bạn. Này giống cá rô phi quá, rô đồng có, rô phi có các bạn. Rô phi mình không biết câu là dễ bị sảy lắm. Đó, nó vô các bạn ơi. Nhấp đi, nhấp cho giữ rồi nó vô nó ăn. Trao nước rồi các bạn. Chào nước. Hay ghê thiệt chứ. Cái khó hiểu thiệt. Cá lóc là cái gì? Cá rô các bạn ơi. Ăn như cá lồng tông. Ăn rồi nãy giờ 4 lần rồi các bạn mới bắt được nó đó. Mình giờ mình nãy với mình gặp may mắn các bạn ơi. Toàn là cá khủng không? Các bạn coi nè. Con cá cỡ này không nè các bạn. Cá này là 3 lạng con không. Dạ đào quá. Các bạn mình quay sát rồi cho các bạn xem luôn nha. Anh mời quá nè các bạn. Cá này đang thui rồi các bạn ơi, thích quá các bạn ơi. Tuy là hôm nay câu không có nhiều, câu hơn 2 tiếng mà có 3 con à. Mà 2 con khủng rồi các bạn. Còn con nữa. Con nãy mình giật sảy nó vàng ôm rồi các bạn. Hy vọng nó vô nó ăn. Chịu khó nhấp vậy nè nó mới động, nó mới dành ăn các bạn ơi. Bỏ xuống nó ăn, nó không đi, giật cô không có dính nữa các bạn ơi. Ngon vậy. Con này nó hơi nhát rồi. Em mới giật con bự quá, nó hơi nhát các bạn ơi. Nó cho nó qua bên đây. Đó, ăn rồi các bạn ơi, ăn rồi đó. Quá đã luôn các bạn ơi. Cá nè, ăn như cá lồng tông. Quá sướng. Ăn mà lơ mơ tưởng đâu cá nhỏ không đó các bạn. Quá đã luôn các bạn ơi. Cá đẹp đẹp không.
vô ăn sảy rồi các bạn. Ở con cá mà nó chả nó ăn cái kiểu đó khó dính lắm. Câu hang mà mình câu ngâm khó dính lắm các bạn. Nó ăn giật dễ sảy lắm. Đó, nó vô rồi các bạn ơi, cá này vô rồi, nó vô lận nữa. Đó, nó ăn rồi các bạn, ăn rồi đó, ăn rồi các bạn ơi. Ủa, cá lóc, ủa, cá trê các bạn ơi. Hèn chi, nãy giờ giật mấy lần là không dính được các bạn. Trời ơi, từ nãy giờ nó kéo, đâu có dính được. Các bạn có biết là cá trê phải cho nó kéo mắc phao mới giật được. Nó vô nó quậy từ nãy giờ, mình tưởng đâu cá phi không á các bạn. Con cá này mà làm chậm là nó sảy chắc. Quá bự luôn các bạn ơi. Quá đã. Quá đã luôn các bạn ơi. Review cá cho các bạn xem nha. Này cá nó chậm ăn các bạn ơi. Này cá chậm ăn nhưng mà câu cũng được mấy con cá lớn. Câu được có 4 cá rô con cá trời các bạn. Thì cá lớn thôi. Thì mình câu ngày nào mình câu nhiêu thì mình đăng bao nhiêu cho các bạn xem. Đó. Có cá trời, cá rô nha các bạn. Cá rô bự không? Cá rô là nhìn là mê là các bạn, dằn ôm. Thấy không? Cá rô là nhìn dằn ôm mà các bạn ơi. Quá đã luôn. Cá rô các bạn thấy là bạn thích liền à. Nè. Cá này là cá lâu năm không á. Bự thấy sợ luôn các bạn. Đó. Em cá trời nữa nè. Thôi mình cũng xin kết thúc với các bạn ơi. Nay sẽ làm cái clip ngắn cho các bạn xem.